Sáng ngày 22 tháng 6, diễn viên Ngọc Trinh đã có mặt tại Tòa án Nhân dân quận 1, thành phố Hồ Chí Minh từ rất sớm để tham dự phiên tòa với tư cách là nguyên đơn trong vụ án dân sự về tranh chấp hợp đồng hợp tác với bị đơn là nhà hát kịch thành phố. Cách đây 3 năm, Ngọc Trinh chính thức khởi kiện nhà hát kịch thành phố Hồ Chí Minh, yêu cầu bị đơn hoàn trả các khoản tiền chi phí đầu tư cho 6 vở kịch đã biểu diễn. Chỉ có thể yêu, kẻ nói dối đa tình, cặp đôi hoàn cảnh, A Mama, mắt âm dương, 49 ngày yêu với số tiền 430 triệu đồng, chi phí bù lỗ tiền diễn viên gần 100 triệu đồng và chi phí đầu tư kịch bản Tết 2015, vở thuật hồi sinh 20 triệu đồng. Sau gần 1 năm được Sở Văn hóa Thể thao thành phố Hồ Chí Minh đứng ra hòa giải, vụ việc vẫn chưa ngã ngũ, cô tiếp tục tìm đến cơ quan tố tụng phân xử. Ngọc Trinh cho biết, tháng 3 năm 2014, ông Trần Khánh Hoàng, giám đốc nhà hát kịch thành phố, có thỏa thuận hợp tác với tôi để dàn dựng và tổ chức buổi biểu diễn nghệ thuật phục vụ công chúng. Lợi nhuận được chia nhà hát 20%, tôi 80%. Tỷ lệ này được áp dụng cho đến khi tôi hoàn hết vốn đầu tư. Sau đó lợi nhuận sẽ được phân chia theo tỷ lệ nhà hát 50, tôi 50. Các nội dung trên đều được thực hiện trong biên bản thỏa thuận hợp tác theo phương thức xã hội hóa. Biên bản được Ngọc Trinh và ông Khánh Hoàng thỏa thuận, nhưng vì một số lý do hai bên tin tưởng hợp tác và quen biết nên chưa ký hợp đồng chính thức. Nhưng các bên đều thực hiện các thỏa thuận nói trên cho đến khi ông Khánh Hoàng về hưu. Được biết, kể từ khi xảy ra tranh chấp cho đến nay thì nhà hát kịch thành phố vẫn không có động thái gì và cũng không có gặp gỡ trao đổi bàn bạc với diễn viên Ngọc Trinh, khiến cô cảm thấy như mình bị lừa. Tại phiên tòa sơ thẩm sáng nay, đại diện nhà hát kịch thành phố có mặt ông Âu Ngọc Khánh, trưởng phòng tổ chức hành chánh, được ông Nguyễn Anh Kiệt, giám đốc nhà hát ủy quyền tham dự. Do ông Trần Khánh Hoàng, giám đốc cũ, ông Trần Quý Bình, phó giám đốc nhà hát kịch thành phố, cùng vắng mặt, không lý do và luật sư Hà Hải, bên bảo vệ quyền lợi bị đơn có gửi văn bản đề nghị hoãn phiên tòa. Vì vậy, sau khi hội ý, hội đồng xét xử đã tuyên bố hoãn phiên tòa và sẽ xét xử lại vào lúc 14 giờ ngày 30 tháng 6. Quá thất vọng trước diễn biến sáng nay, diễn viên Ngọc Trinh bức xúc. Tôi chính thức theo đuổi vụ kiện này tính đến nay đúng 3 năm, mệt mỏi, tốn kém đủ thứ. Thời gian này dù có nhiều lịch để quay, tập vở mới dày đặc tôi cũng bỏ hết để đi đến hầu tòa. Tuy nhiên, từ khi tôi kiện đến giờ tòa hoãn xử không biết bao nhiêu lần. Sáng nay tôi đã bị tụt huyết áp muốn xỉu, dù mệt nhưng cũng cố gắng dậy sớm để vào phiên tòa. Tại sao lãnh đạo nhà hát kịch nói mình đúng thì sao không đến tòa để nghe cơ quan pháp luật phán xử? Biết sẽ là vất vả với vụ việc này lâu dài nhưng tôi vẫn theo đuổi vụ kiện này đến cùng. Tôi luôn tin tưởng vào luật pháp công minh sẽ bảo vệ quyền lợi chính đáng cho tôi. We'll be right back.